Hứng và nhiều cảm xúc. Em xin mời anh Trinh Huy trước nha. Nóng quá, anh bị nóng. Wow, wow. Dạ, chị viết ở đây nè. Wow. Tùng với Nguyên thì cái bài của tụi con, mấy cái động tác thì nó luôn luôn là hay và máu lửa và bùng nổ trên sân khấu. Khi phần mình lột xác là cái áo rồi. Kỳ lộ, lột dạ, áo mà lên lột xác nha. Dạ, cái đó rất là hay. Nhá, cái đó rất là hay. Và Hà Anh và Bảo Minh là đúng là mỗi lần tụi con lên sân khấu, một cái lo lắng của ban giám khảo là chiều cao. Nhưng đối với chú Uy cái lần này cũng không thấy là một cái vấn đề, là tụi con rất là nổi bật, rất là nổi bật. Là lúc trước là tại Thạch Tùng với Bảo Nguyên nhảy trước thì chú Uy cũng hơi lo, nhưng mà lúc tụi con lên đó khi động tác, mấy cái động tác khác ra, mấy cái phần chân, cái phần tay, cái bưng bê, Hà Anh không bưng bê Bảo Minh, và nó rất là mượt, nó rất là lạ và hay luôn. Lại một lần nữa giống đội kháng hát đó, đây sẽ là một cái rất là khó, rất là khó. Cô con đây thế nào? Hay là hôm nay thì bởi vì cái lúc đầu nó khựng, cái lúc bưng á, Bảo Nguyên Thạch Tùng ẩm lên rớt cái chân xuống, cái nó lộng cộng, sau đó nó tháo cái áo, mà cái áo tại vì nó bị hơi vướng tí xíu không, nên nó hơi khó thôi. Mà sau đó thì tụi con rất là bản lãnh, tụi con vẫn vào nhịp tất cả và làm ok hết. Còn mới đầu nói qua bên Hà Anh và Bảo Minh thì đúng là hôm nay tụi con nhảy giống như cái màu áo tụi con nó rực lên trơn. Và hôm nay cô cực kỳ thích gương mặt của Hà Anh trong cái bài này, cái body, cái dáng con nhảy và cái biểu cảm trên gương mặt con rất là đẹp, hôm nay rất là đẹp luôn. Và hôm nay đặc biệt có một cái động tác hồi nãy Huy nói, phải nói là nó không phải là nó mượt nữa, mà nó mượt mà nó độc nữa. Cái động tác rất là đẹp, làm rất là thoải mái, rất là hay luôn. Hôm nay cái body nhảy thích quá, chịu không nổi luôn, mà bắt lửa lắm con. Thì chú Tùy thấy như thế nào? Cái điều mà ở cặp đôi bé Bảo Nguyên và Thạch Tùng thì chúng ta cũng đã biết rằng các con lên sân khấu là cháy, là máu lửa như thế. Và trong bất kỳ một cái cuộc thi nào hay là một cái bài biểu diễn nào cũng vậy, đôi khi chúng ta không tránh khỏi những cái sơ sót, mà hôm nay mình đã vướng vào một chút xíu cái lỗi đó cũng không phải là quá lớn đâu nha. Còn với bé Hà Anh
và Bảo Minh thì chúng ta đã gọi là biến cái khuyết điểm thành cái ưu điểm. Nếu như một hai vòng đầu mình thấy rằng cái chiều cao là một cái bất lợi cho hai con, thì bây giờ nó đã trở thành một cái ưu điểm cho hai con. Là bởi vì sao? Bảo Minh thì con thấp hơn chị một chút xíu, còn Hà Anh thì con có một cái đôi chân dài, cho nên là biên đạo đã xử lý cho con cái màn đá chân qua đầu nó trở nên nó dễ ợt. Bởi vì cái chân mình dài, bạn nhảy mình thì thấp, đá vèo qua như chơi. Nhưng mà thật ra nói hôm nay chú ấn tượng với cả hai cặp đôi của con, bởi vì mỗi một cặp đều có một cái điểm nhấn trong cái bài nhảy của mình để mọi người phải nhớ. Chúc mừng cả hai cặp đôi. Bốn tụi con đã mang đến cho cô, ban giám khảo và khán giả một màn trình diễn rất là sôi động và bùng nổ. Còn điểm số thì mình chờ chút mình biết ha. Rồi, cảm ơn tụi con rất nhiều. Xin mời tụi con. Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.